Cho em chưa? Hai chào mọi người. Hôm nay Liên có cái này hay lắm là Liên chia sẻ mọi người là Liên mới đi đi về shop hả? Đi mua hay là đi tới Lily Superland sen đá. Có nhiều cái Liên coi ngoài tận mắt thấy nó đẹp á. Liên có một ít cây đó để quay làm kỷ niệm lúc mà cây mới về với mấy cái cây đẹp quá nên share cho mọi người thích á, thì ghé shop Lily để mua, để Liên quay xuống từng cái nha. Mà tới đó mà mua được cái gì hả? Cái này em thích nhất. Ta-da! Xíu xíu chưa? Mê cái này nha. Đồ mình mới thùng luôn nha. Cái này thì nó đang khỏe đó, nó chưa có lên màu. Mình nó variegate mà nó đột biến á, này đột biến rồi đột biến lá màu rồi đột biến lá thân á. Mình chưa có thấy thân tại em bé nó nhỏ quá nhưng mà mình rất là thích tại vì mình có đồ màu hồng đẹp, variegate đẹp quá. Múc nó lên hồng lắm anh, cái hồng dở quay này đẹp lắm nè. Mình nó muốn quét cái đột biến đi, rất là thích, rất là vui. Đây, mình có nhiều đồ quá, mình vui quá. Ta ta. Đẹp quá cả nhà ơi. Lỗi mọi người nha, là Liên mới có trong thùng về á, nó còn dính đất tùm lum mà. Nhưng mà tại mình có đồ mới á, mình quay với mọi người yêu sen đá, chơi sen đá, nếu mà thấy cây đẹp thì tìm để chơi cho nó vui. Tại vì đẹp lắm mọi người ơi, cái cây này đột biến lá đỏ, thân đỏ nè. Nhưng mà không biết anh quay gần được không ha? Tại... Nói chung là mỗi một cái chỗ bán á, thì nó có mỗi những cái giống cây khác nhau. Những giống cây khác nhau. Tại Liên với anh Chính đi cũng nhiều chỗ, nhiều chỗ mà để mình kiếm cây chơi á. Tại vì mình có cái cây đó rồi mà cái chỗ khác á, cái tiệm khác hay cái shop khác nó có cái giống cây khác. Thì mình tới đó mình thích cái cây đó, mình tận mắt mình coi mình mới mua. Liên chia sẻ với mọi người là cái này á, là nó cái cây này nó lá đỏ mà nó bầm bầm, nó cái loại vân máu bầm nè. Mọi người thấy cái lá nào cũng đỏ bầm 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 không? Nó không phải là đỏ hết lá mà lúc nào nó cũng đốm 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 đốm. Anh cần em quay lại không? Chưa nói đi, quay đi. Đó, mọi người thấy đốm 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 không? Đó là cái thân nó đỏ, nó nâu. Cây này mình tìm cũng là lâu rồi đó nhưng mà không có, ít có thấy. Hôm nay mình mới thấy nó đẹp quá đây nè. Nó có cái bông thường nè, em quay cho anh quay cái bông thường nha. Em chỉ cho mọi người cái bông thường nè. Cứ từ từ. Mọi người thấy bông thường không? Đây, mình chia sẻ với mọi người. Mình tới shop Lily Best Succulent USA ha. Mình kiếm cái nhíp này nó lâu rồi. Cái loại này nè, kiếm lâu lắm rồi. Mà mình vô nên Lily thấy á. Lily có bán cái này nhưng mà cái này là mình được Lily tặng cho mình hai cây nhíp này. Mình được tặng nhưng mà mọi người mà thấy chơi sen đá mà thích cây nhíp này nó công dụng ngay cái răng cưa đó thì mọi người gọi Lily hay là ghé Lily để mua để dùng tại vì nó rất là thích. Này mọi người thấy không? Cái móc này là mình móc vô sâu á. Để Lily làm thử cho mọi người nha. Đây là bếp xuống. Thấy cái tên không? Cây này cô Lily bán bao nhiêu đây? Cây nhíp này. Cô Lily nói là một cây là cô Lily bán 5 đồng. Mà nếu mà mua hai cây một cặp, một cái là thẳng nè, một cái nhọn thì cô Lily bán có 9 đồng thôi. Nếu mà mua lẻ từng cây? Mua lẻ từng cây thì 5 đồng. Cô Lily nói vậy á, nhưng mà riêng mình thì mình mua đồ cô Lily được tặng cho mình vui quá. Tại vì mình kiếm cây nhíp này lâu rồi nè, mọi người thấy không? Một cái thẳng và một cái móc. Mà cái này nó khó tìm hơn, tại cái này ở ngoài nó có nhiều, mình khi tìm được cái này khó hơn. Cái răng cưa này nó giữ lại cái lá nè, mọi người gấp nó chắc hơn nè. Để Liên gấp thử cái lá này, tại vì Liên muốn cho mọi người thấy là nó dễ gấp á. Thì mọi người chơi sen đá thường hay bị cái này, có những cái nhíp nó không có ăn, nó bị tuột lá hoài à. Mà cái này nó hay lắm, là cái khi mà mấy cái dòng họ này nè, cái dòng họ này ở trong á, mình đưa vô trong á mình khều khều được, còn cái này nó hơi lớn thì nó có nhiều kiểu.
Liên thích quá nên mà Liên cũng hỏi mà cổ có bán á. Thấy không? Thấy dễ gấp không? Cái này nó dễ đưa vô nè, nó đưa vô trong á. Đó, mấy cái lòn này nè, còn cái cây này thì nó đưa vô nó hay bị dướng á, lúc mà mình mở ra. Cái này mình rất là vui mà cảm ơn cô Lily đã tặng cho mình cặp nhíp này, mình rất là thích. Mình thích lắm tại vì cây á mình kiếm được mà cũng thích luôn cái đồ mà mình giống như mình làm sạch cây, mình làm đẹp cây đó là rất là thích luôn. Cảm ơn cô Lily rất là nhiều đã tặng cho mình cặp nhíp này. Rồi ai mà có thấy mà sử dụng, mọi người thấy mình sử dụng máy á thì gọi cô Lily để mua cái nhíp này ha. Thấy em gấp chưa, ngầu chưa? Mọi người thấy không, cái nhíp nó có đang cưa thì nó chắc hơn. Mọi người quay lại hướng này luôn nha, thí dụ mọi người quay hướng này vẫn được để mình đỡ mấy cái cây mà lúc mà mình trồng ở dưới đất lên nó mình đỡ lên vẫn được luôn, vẫn dùng được luôn. Mà đây Ly không có cây để thí dụ cho mọi người coi, nhưng mà cũng là cảm ơn nha Ly đã mình có cái đồ mà mình rất là thích để sử dụng được để cho mấy cái sàn đá mình nó sạch. Trên cây nhíp hình như nó có mấy cái sọc sọc để lúc mà gấp nó dịnh, nó giữ lại nó không có bị trơn Đây nè, đây nè, phải mình thấy cái đang cưa không? không? Thì lúc mình gấp cái lá vô nó giữ lại, nó không có tuột luôn á. Còn mà mình mua mấy cái loại này mà nó không có răng cưa cái đầu á thì nó bị tuột lại ở giữa đây nè, ở giữa đây nè là trơn rồi đó. Nó đâm ra em rất là thích, tới em rất là vui. Nếu mọi người mà trồng sen đá mà không có được á thì gọi cô Lily á, cô có bán cái này, cô nói 5 đồng một cây, nhưng mà mua 2 cây cặp như vậy thì cô bán 9 đồng. Nếu vậy mà ai mua sen đá mà cần mua luôn nhíp á là gửi đi chung cũng tiện ha. Giống như mấy anh chị đi bán xa mà giống mình khó tìm á hay là gì á thì mua sang đá sẵn hỏi cái cây này để mình dùng luôn rất là tiện. Cái nhà thấy nó gấp xiền luôn á. Không đó. Rồi mình rất là vui mình được tặng 2 cái cây này, cảm ơn cô Lily rất là nhiều. Tại vì mình quan trọng là cái cây của mình được liên sạch. Bữa giờ mình đi tìm nó cũng Không, bà khó, cũng có cây kia nó dài nhưng mà nó không có răng phải không? nó không có răng cưa, nó trơn lắm. Mình cứ bị tuột lá hoài, mình gấp mấy cái lá lớn thiệt lớn á, thì nó dính, nhưng mà mấy cái lá nhỏ nhỏ là nó không có bám vô được. Thì có nhiều loại nhíp để mình dùng lắm, nhưng mà 2 cái nhíp này mình thấy được mà giá cũng được lắm. Hình như là làm inox luôn nha, không có Inox bị chống rỉ, không bị sét. đúng rồi, anh thấy bóng anh Inox hả? hả? Mà có cái tên đây luôn nha, có cái tên của cô Lily đây luôn nè. Quên cô tên The Best à, gì Superland đây nè, để liên quay nè, có cái tên cho nó luôn. Thấy anh thấy không? Dễ Nói dễ chung tìm là sạch vô chỗ cho trang nhà của cổ bán á, ở không? chảnh dễ coi, có cây có nhíp, hình như nghe cô Best nói. Succulent USA là the best succulent. Với là cổ có bán luôn cái này, bán cây, bán đồ luôn, có web của cổ bán cây á. Thì mọi người nên nếu có ai mà mua sen đá thì nhớ mua luôn cái này để cho nó tiện, để mình lên đắp cái cây, nhiều khi mình đi tìm cũng có lật ngược lật xuôi gì cũng được. Cái này nó không có bán nè, cái này nè cháu luôn, đánh cháu luôn. Rồi mình quay cây khác đi. Ta ta. Cái này đẹp quá mọi người ơi, nó hồng. Bóc ra hết đi, để cái thùng xuống đi. Ok, không ra hết ha. Để cái để dưới. Dưới ha. Cái thùng nó kỹ quá. Trời thích mình có đây mình không bữa. Được chưa? Được rồi. Cần này em bỏ luôn ha. Có đồ đẹp quá. Thích quá đây. Chưa? Đây, Liên rất là thích đột biến nên Liên đi tìm mỗi một cái chỗ mà bán á, nó có những cái cây đột biến rất là lạ, cái chỗ này có, cái chỗ kia không có nên Liên đi tìm, nhưng mà nay vui lắm, Liên có nhiều cái đột biến đẹp. Mọi người thấy cái này không? Cây này á nó vừa hồng nó vừa vàng mà lá nó nhỏ mà nó cứng, nó đẹp lắm, dễ thương lắm luôn. Cái này là đồ mới chứ có rẻ ha. Còn cái cây nè, Xay nó xay bò xay ha. sẵn coi luôn cái dáng.
nè, mọi người thấy không? Mình thích, rất là thích màu mè qua lá hẹ. Để cái này lên cái này nữa nè, đẹp chưa? Cái này đó là màu, cái lá nó đỏ, cái viền, cả nhà thấy cái viền đỏ không? Ở trong nó xanh rồi nó ra viền đỏ, nhưng mà nó có cái ánh ánh giống như dạ quang lên, nó còn có phấn hồng. Có cái thì nó chỉ là phấn thôi, nhưng mà cái này nó nổi hơn, nó gọi là màu nổi hơn á. À, quay cho mọi người coi nha. Lấy cái chậu kia xuống. Này hả? Ok, lấy xuống bên này nha. Anh quay đi, anh lấy cái này xuống. Quay cây nào thì coi từng cây đó thôi. Cái nhà nó đẹp quá, bữa nay Liên có nhiều đồ, Liên thích quá đi. 1 đột biến, 2 đột biến, 3 đột biến, 4 đột biến, 5, 6, 7, 8. Ô, mình bữa nay có 8 cây đột biến. Cái này là để Liên cập nhật cái tên sao nha, tại vì đồ mới có quá nha. Đây, đẹp quá cả nhà ơi, nó màu vàng chanh, còn cái này hồng vàng. Thì nó nhỏ đâu, nhưng mà mình hy vọng mình trồng lớn lên nó đẹp. Từ từ. Đây, cái này về bỏ vô chậu, đổi chậu là đẹp ha. Ừ, đẹp lắm luôn á cả nhà. Này mình không có chậu để thí dụ ha. Mình vô nè, gấp mấy cái lá khô ra. Nói chung là gấp lá khô ra. Còn mấy cái lá nào, thí dụ như bị tắt nắng ở trên á, thì mình để từ từ nè, mình nó thay lá. Lá khô thôi nha, cả nhà đừng có gấp cái lá mà nó tắt nắng, tại vì nó đâu có rớt ra đâu, gấp chày bị thương á, thương bị thương cây á. Ta ta, đẹp quá. Thích đi. Nguyên chắc luôn. Rồi mình là quay cái khác cho mọi người coi tiếp. Cây này màu vàng đẹp quá. Đẹp ha, cái này vàng chanh ha. Đây có lá khô nè. Cây này cái đột biến, vừa có thân đột biến, vừa có thân thường luôn nè. Vừa có bông á. Cho một cái cluster, có nghĩa là một cái bó này. Anh thấy cái này đột biến không? Cái bụi này có đầy đủ hết á. Đây là cái bông thường nè, để em quay cho mọi người nha. Đây, đó, cái bông thường, đẹp ha. Bông thường cũng đẹp, cái xếp nó hình trái tim đẹp á. Đó, thường quá đi. Rồi, tới cái cây này nha. Ta-da. Để này qua đây chút xíu nha, cho mọi người thấy nha. Bữa nay Liên rất là vui tại Liên có nhiều đồ Liên thích. Liên rất là thích đột biến mà nó có màu nữa. Ở nhà thấy không? Em này nhỏ thôi nhưng mà mọi người mà thấy ở ngoài á, em rất là sắc sảo. Tại vì á, cái chớp á, nó bị bầm bầm đen đỏ đỏ đó, đốm 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 á. Nhưng mà nó nhỏ. Cái này là trồng bonsai chậu nhỏ rất là đẹp. Cái này là Liên quay sơ thôi nha, Liên mới có đồ về thôi. Khi nào mà Liên rảnh á, Liên sẽ bỏ vô một cái chậu đẹp mình cho mọi người ngắm, là nó rất là đặc sắc, chứ không phải là đơn giản là nó như vậy đâu. Tại vì đồ mới là Liên muốn cho mọi người biết Liên có cái đồ này thôi, nhưng mà Liên sẽ chuyển cái mấy cái chậu á, chân rất là đẹp. Nói chung là muốn mua cây này thì phải kiếm cô này. Cô Lily. Mọi người search trên Google, bấm Lily Succulent ở ra liền à. Cậy cổ cũng YouTube cũng có mà. YouTube á, bấm trên YouTube á là Lily Succulent là nó ra liền, không cần bấm nhiều tên nó cũng ra liền. Còn cái cây nhíp này là tại cái website của cổ bán á, cổ để trên website, còn trên YouTube thì bấm là cổ ra liên lạc với cổ. Thích quá ha, nhổ luôn đầy luôn. Đẹp ha. Đây, cái cây thứ hai mình tiếp đây. Cái cây này là nó, cái cây này là cậu bỏ được cái chậu thôi nha, khi chúng mà cái tên đâu, tại vì cậu lấy cái mình bỏ vô cái chậu thôi. Cây này đẹp lắm, màu ở trên nó đỏ viền mà lá nó nhỏ rồi cả nhà, nó nhỏ như vậy thôi nè. Để em lấy, em quay cho mọi người thấy cái hình dung cái lá nó, cái tay nhỏ xíu à. Cái này mà đột biến á cả nhà, thấy nó trồng vô Liên sẽ làm cho nó đẹp lại. Liên sẽ giống như mình gấp ra rồi mình tỉa lá khô rồi mình bỏ chậu á, mình trồng thì nó rất là đẹp. Đó, đem lá dừa ra. Đẹp chưa? Chưa, để tôi quay. Thích quá à. Cả nhà thấy nó đốm hồng đỏ không? Mà lá nó tí hon mà nó ú nu à, nó mập lắm cả nhà. Cái loại giống này mọc lắm, mọi người mà chơi nó chân lên rất là đẹp. Cái này là Liên nói rồi, tạm thời là Liên mới vừa có được là Liên quay liền, nhưng mà Liên sẽ bỏ vô chậu, mọi người sẽ thấy nó rất là đẹp. Không biết là sao Liên thấy đẹp quá, thích quá. Có cái nhíp này ngộ ha, thấy nó là bắt đầu khửi khửi mốc mốc.
Bình thường mình cũng bỏ nó lăn lắm. Cây nhím này người ta chế ra để gấp sen đá. Ừ, tại vì mấy nhiều người trồng sen đá nó thấy là đi mua khó khăn á, mỗi lần mình đi kiếm thì cũng khó, nó đâu phải chuyên đâu. Bây giờ nhiều rồi, bắt đầu người ta là đặt làm hàng bán cho mọi người chơi sen đá rất là thích hợp. Cây này là vừa có cái bụi này, vừa có crest mà vừa có thường luôn ha, đẹp Vừa ha. đột biến ha, vừa bông nè, đó bông. Nhưng mà cái này đẹp lắm cả nhà ơi, nhưng mà nó nhí nhí dễ thương lắm, Lúc mà mọi người mình thấy trồng thì mà dễ thương lớn lắm, lên thì chắc đẹp lắm. đẹp. Nhưng mà họ phân giải cho cả năm. Nhưng mà cái này nhỏ nhỏ thấy chân cũng đẹp, chị nào mà chân cửa sổ á đẹp lắm luôn. Nói chung là nếu mà ở tiểu bang xa đó Ta không có sân mà á, trước á bị khí hậu mà khắc nghiệt lạnh á. thì nếu mà mua order mấy cây nhỏ nhỏ này nè, thí dụ giống như là chục cây vậy, rồi lúc mà mình để một cái vàng ngay chỗ cái cửa sổ ha, là cũng đủ nắng ha, mà Đẹp trong lắm. nhà không khí giống như là khí cái nhiệt độ là giống như của mình ở trong nhà mà, thì dĩ nhiên là tốt rồi, không chỉ cần nắng của cửa sổ là ok. Thích quá. Xong cho nhỏ cái gác lên nha. Ok. Cây này mọi người thấy nhỏ nhưng mà lợi hại lắm, tại vì á, mình mỗi đi mỗi một cái chỗ nó mới có mỗi cái sen mà đột biến khác nhau nha, chứ cái này cũng khó tìm lắm. Và lên Lily li, mình thấy có những cái cây mà mình không có ở ngoài mình khó tìm á, mình cũng tìm được nên mình rất là vui. Cây này nó chắc quá. Cái này nó giống như lá mồng rô vậy đó, nó dày nó đẹp lắm, nó lá nó uống nu à, nhưng mà Liên rất là thích, chủ yếu là cái giống thôi, mai mốt Liên sẽ trồng nó bự lên. Mình vui được là mình tới cái chỗ mà Liên cũng đi tới cái vườn của Lily á, Liên cũng có quay sơ về cái vườn của Lily để có những cái bông mà những cái sen đá mà đẹp á. Cả nhà coi cái clip đó, cái clip này là mình đã mua về rồi, nhưng mà cái clip đó mình quay để cho mọi người, nếu mà ai mà ngắm được cái cây của vườn Lily thì gọi cổ, mà thích cây nào thì cứ gọi Cái clip đó cổ. bà đặt tên thì phần 1 phải không? Hả? Cái clip đó là vô cái garden của cổ là để Số phần 1 1 ha, ha, số còn cái 1 clip ha. này là để phần 2 ha. Ừ, thì mọi người Nếu mà coi. coi cái này thì đi qua kiếm phần 1 coi. Để cho thấy có nhiều sen đẹp lắm, tại Liên đâu có giống như là mình ôm gì hết, mình Liên thích cây nào Liên lấy thôi, nhưng mà ở cổ rất là nhiều nhiều cái kiểu mà có thể là nhiều người khác Nói thích chung hơn là nữa, trong cái vườn nó nhiều lắm, mình thì chỉ mua có vài có cây thôi. vài cây thôi thì mọi người sẽ thích hơn. Lựa tận tay nữa được chưa? Rồi. Ta ta em lấy ra hả? Điền Thôi để này luôn đi, cũng không đi. cần Để nhiều lên nữa. luôn. Đây là những cái cây mà màu đỏ mà Liên nói chung là Liên thích đỏ, mấy dòng nhọn nhọn đây nè. Cái cây này lúc mà trồng lớn lên rất là đẹp, Liên thấy cái vườn Lily có đẹp lắm, nên Liên cũng có một Nói cây. chung mình thấy cây lớn, mua cây nhỏ về trồng để cho đẹp thôi. Đúng. Nè mơ mộng chừng năm sau bự gì. Chắc mọi người muốn Liên mà quay lại cái cây này chắc mọi người phải chờ thật ra rất là lâu để nó lớn. Cái cây này nó có cái vân ở giữa nè, mà nó đỏ nhưng mà móng nó nhọn nha, mà nó lá nó dài lên, cái này lá bầu. Cái này cái vân đẹp lắm, để Liên trồng lên nó rất là xuất sắc. Rất là đẹp luôn mọi người, rất là đẹp. Cái này có rễ mình chỉ chiết qua thôi. Mình chắc có Hai cái này giống nhau khác gì? khác Khác chỗ nào vậy trời? Ebony, cần người tên khác, cái này tên mới mình không có biết tên, nhưng mà cái này nó nâu đỏ đậm lá hình Ồ, trái cái thằng tim, kia có cái chớp đỏ chớp đỏ nâu đậm đốm đốm mà hồng, mà nó lạ đẹp lạ lắm, nó đẹp lạ lùng lắm mà nó mập. Thằng này lá dài nè, anh thấy được cái lá thấy rồi. không nè, thấy không đó, mọi người thấy phân biệt không? Nhưng mà ở trong này cái vân ở đây mình ở trong á không thấy được, mai mốt nó lớn mọi người thấy cái vân sọc sọc á, nó kêu đây mình thôi, nhưng mà nó là sọc 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 chấm thôi chứ không có gì hết, phân biệt được chứ. Đẹp quá mà. Cái này em lên chậu ha. Em có cái vân này, đẹp quá. Ồ, cái móng vuốt của nó nè. Ai mà yêu sen đá rồi hiểu Liên nói gì. Đẹp. Ghiền, nhìn có cái cây mà nhìn hoài nó chán. Thích lắm. Này có cọng cỏ, cái đất này nó lên, cái cỏ bay vô. Nhổ luôn. Nhổ ra luôn. Xin. Phần cỡ rồi, chào chắc xong anh hả? Chào mọi người, rất vui mọi người coi Liên có những cái sen mới, Liên cũng chia sẻ với mọi người là Liên có sen mới rồi, Liên sẽ chia sẻ những cái sen bỏ vô chậu,
Rồi Liên cũng có chia sẻ cái clip mà để lên Lily, cái vườn của Lily để mình kiếm cây đẹp mình mua, mà cũng có mình cũng có quay sơ mấy cái, anh Chính có quay sơ mấy cái cây mà Lily có đó, nó đẹp lắm, thì mọi người coi ngắm cây nào thích thì cứ mà lên mình tậu về nhà mình chưng. Nên về nhà mình chưng. Chào mọi người, chúc mọi người coi Liên có sen vui khỏe ngắm sen cùng Liên. Liên lúc nào cũng muốn ngắm sen. Để tôi chụp bản tấm, Hả? lôi mấy cái sen vô gần để chụp đó. Rồi vô nha. Ôm hết em bé vô đây luôn. Để cái thớt ra đi hả? Không sao, cứ để yên đi, Được hả? Thấy không? để cái kia lên trên nhóm nãy y chang được mà, cái để yên đó nằm cho nó được rồi. Như hả? Ừ, Thấy lôi được. hai cây này vô nè là xong rồi. Ok, chụp em bé đi. À, mê cái này nè, đẹp quá. Một đàn em bé. Từ từ nha, từ từ nha. Ok. anh chụp em nhiều tấm Hả? nhưng bữa em bị Rồi, khoan từ từ. 1 2 3. để anh chụp, em cầm này lên nghiêng cái anh chụp em tấm. Đó vậy cũng được á, từ từ nha. 1 2 3. Ok, dính rồi, chắc cú rồi. Cái này cũng được, cái này em thích. Thôi được rồi, đủ rồi. Ok. Bye bye, cậu quay không? Còn. Vậy em chào mọi người. Rồi. Bye bye, chào mọi người xem clip của Liêm nha. Liêm có nhiều cây share cho mọi người nha. Chúc mọi người vui khỏe ngắm sen cùng Liêm, lúc nào cũng ngắm sen, ngắm sen. Last shot. Trời ơi, cây này thích quá đi. Có nhiều cái nó đẹp. Tôi thích cái cây này nè, thấy này đẹp nè. Không, anh em thích cái cây này nè, anh nhìn lên nè. Để bữa nào em bỏ cho chậu cho mọi người ngắm, mọi người hiểu Để được là ngồi kể cái này chút coi. Đâu, cầm coi. Em thích cái này, mày kỹ cái đó hả? Chào mọi người còn chưa chưa chào nữa. Cái lá này u nu Để nè, cho mọi người xíu. ngắm chung. Nãy bà cầm này dở quá, tôi phải cầm lại tôi quay. Nhận cảm đi, em đâu thấy trong cái máy. Bữa nay em vui lắm có cái này, bữa giờ em đi tìm không ra. Cái bản này tính ra cũng đẹp. Bự anh ha. Nuôi chừng năm là bá cháy. Cái đó mình phải bỏ vô chậu. Thì mình hứa mọi người rồi, mình bỏ vô chậu cho mọi người coi. Đi bỏ vô chậu. Thôi, bye bye mọi người. Bye bye đi. Chúc mọi người coi video Bữa nào em quay cái này vui rõ khỏe rồi. ha. Cái này quá đẹp. Trời em kiếm thêm rất là vui. Nó hú nô rồi, nó giống như một rô đỏ. Coi bả rồi. Chân đá xong rồi giống như nít vậy. Bye bye. Thôi. Bye bye mọi người. Đi ngắm cái này chứ.